xuống đó thôi chứ vô đâu đâu nắng nữa đâu hả? Không, đâu có nắng. Chỉ là ở trong có nón. Chưa vô nhà hẹn chưa nha. Đứng đây chờ cô ba nè. Đứng đây nè. Xài ngọt hay chua ta? Thấy xài thèm cá lóc chiên cho là dặm xài quá. Kiểu mua nón lá đó. Con kêu nó mua. Đi đầu thăm đi. Vô đó mà nắng cái gì mình đỡ. Thằng Huy đó đây mà lẽ ông rầu giải một tiếng kìa. Kìa ra. Đó, uống đi chứ không có xỉu. Giờ ẹt rồi ra để rồi. Giờ ẹt đi đây. Thấy chưa? Biết mà. Không đủ đồ. Không đủ cho con ly cà phê sữa nữa. Đổ sữa tươi vô nghe một sữa tươi. Nghe một sữa tươi nó biết. Nó khùng ha. Đừng cho nó uống cái nó đặn á. Cho nó uống rồi trưa nay khỏi ngủ đi tới chiều. Ờ, bé Thanh á. Nứt ở đâu biết. Thôi đừng meo của tôi mà. Uống chắc tôi xỉu à. Uống hết của bà nội xỉu. Uống hết của tôi là tôi xỉu. Nó là lẹ nhất luôn á, quýt phát xong rồi. Nó là uống cho Quy uống không? Uống hết để kêu bác xỉu. Cho Quy đi bác xỉu. Nó hút cho hết luôn rồi. Cho Quy bác xỉu nữa. Mẹ vô đũa này nè Vinh. Vinh kìa, đũa thay ngon kìa. Mẹ nói kêu bà xéo mà mẹ kêu cặp. Mẹ nói điều gì đó? Bạn hay nói điều gì đó? Sao cái máy rung dữ vậy? Tại người ta rung chứ không phải máy rung. Để mình kéo này lên chút nữa. Rồi, bạn hay nói điều gì đó? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy mà bạn đến khu vực này là khu vực nào? Bạn có thể cho chúng tôi biết được không? Cần thấy răng không? À, này bạn Liễu. À, bạn có cảm nghĩ thế nào về khu vực vùng đất sét này? Khẽ lâu ăn. Nghe nói vùng đất sét này đẹp lắm mà chưa đi lần nào hết đó. À, mà có nghe nói là có cái gì lạ lạ không? Có chiếc xe Vespa. Trời ơi. Bằng đất sét. Có gì nữa không? Có nhà thờ con gà. Có nhà thờ con gà. Hình như là cái nhà có cái chiếc máy bay gì kìa. Nhà thờ con gà chính là máy bay đó. Cái này á là máy bay, máy bay. Đà Lạt không nhỏ. Mô hình Đà Lạt. Mô hình Đà Lạt. Mô hình Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt. Mẹ chùi cho cái màu con hai ly. Nhiều quý. Một ly bình thường ha. Của hẻn mà quý mượn đi chơi mà. Này cho con ly chú uống dưới. Đưa con ly nó ly. À, hẻn nói gì đi. Đây cà phê ít đường đây. Chị. Uống cà phê nha. Cà phê nhiều sữa. Ít cà phê nhiều sữa. À, cà phê ít đường con ngoại đó. Một ly cà phê sữa đá. Không, bà sữa một ly cà phê sữa đá. Nói lên coi. Hả? Nhưng mà bà sữa thì ngọt nữa, ít cà phê nữa, hiểu không? Nhưng mà tao kêu cà phê sữa đá thì không có bà sữa. Nhiều lắm con, bạn ghé quá trời, con muốn ngồi đâu con ngồi. Đi hai nè, quay. Đi cẩn thận. Đi cẩn thận. Đi cẩn thận với em lên con. Nè, vui vô đây. Rồi, những ngồi đi. Thế là mình đã lừa được. Con ăn nhau hả? Con ăn nhau hả? Đứng nó vậy nha. Con ăn nhau hả? Đi gửi xe. Rồi người xuống. Quay người khác đi trời. Quay hoài trời.
mình vừa đó chơi nha. Chụp tấm hình nha. Mình quay ai mình có ai cũng có mình không có. Quay cho. Có cây tự sướng của cha đó quay ngược lại.